Giản đồ vector điện xoay chiều có từ A đến Z trong video này. Các nguyên tắc để vẽ được giản đồ vector: thứ nhất, vector UR và vector I vẽ nằm ngang; thứ hai, vector UL vẽ thẳng đứng hướng lên; thứ ba, vector UC vẽ thẳng đứng hướng xuống; thứ tư, để có được vector điện áp của cả một đoạn mạch thì chúng ta tiến hành tổng hợp theo nguyên tắc của hình bình hành. Ví dụ như chúng ta muốn có vector URL thì chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp vector UR với vector UL; chúng ta muốn có vector URC thì chúng ta sẽ tổng hợp vector UR với vector UC. Nguyên tắc thứ năm là ta coi độ dài các vector điện áp bằng giá trị hiệu dụng của nó. Ví dụ như chúng ta có cái vector URL với vector URC ở đây, nó đóng vai trò là cạnh huyền. Vậy ta có là URL hiệu dụng bằng căn bậc 2 của UR bình cộng với cả UL bình phương, tương tự đối URC. Và nguyên tắc cuối cùng là vector nào nằm trên thì vector đó nhanh pha hơn. Ví dụ như vector URL đang nằm trên của Y thì ta nói URL nhanh pha hơn Y, còn vector URC đang nằm phía dưới của Y thì ta nói URC chậm pha hơn so Y. Và trong điện xoay chiều có duy nhất một công thức để tính độ lệch pha giữa U và Y, đó chính là tan phi bằng ZL trừ ZC chia cho R.